phạt nha. Cái gì? Con nó mấy lần cơm lớp nó nấu rồi. Ôi ông mặt. Mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một sản phẩm giảm cân. Hiện tại mình đang dùng đó là trà quất bí xanh nha mọi người nhá. Thành phần 100% chất xuất từ bí xanh nha mọi người. Thì đây mình sẽ đọc công dụng cho mọi người cùng nghe này. Đây, công dụng của nó là hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất béo, giảm béo, hỗ trợ săn cơ, eo thon dáng đẹp nha mọi người. Bây giờ mình sẽ sử dụng luôn cho mọi người cùng xem này. Đấy, thì hiện tại mình đang sử dụng trà cốt bí xanh này. Thì một ngày mình sử dụng đều đặn một gói từ lúc mình sinh xong ấy. Thì mọi người cứ hay thắc mắc là tại sao về dáng như vậy, thì mình sử dụng trà cốt bí xanh nha mọi người nhé. Thì mọi người phải trên 3 tháng sau sinh, 3 tháng thì mọi người mới sử dụng được sản phẩm này. Đó, mọi người pha với từng ngày nước, uống trước bữa ăn 30 phút nha mọi người. Nó rất là dễ uống luôn, như nước ngọt luôn mọi người ạ. Như cái trà bí đao của mình á. Đấy, thì bạn nào muốn sử dụng trà cốt bí xanh này thì mọi người có thể liên hệ qua Zalo của mình để được tư vấn nha mọi người nhá. Chúc mọi người sớm về dáng và đẹp da nhá. Xin chào các bạn, nhà Dũng Trần đây. Thì các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Thì các bạn ạ, thì lâu lắm rồi mình không làm cái clip trôi. Thì các bạn ạ, thì nói chung là cũng sau đám cưới thì mình rất là nhiều việc và cũng rất là nhiều chuyện nhà mình. Thì hôm nay mình với cả với gia đình của mình cũng nói chung là cũng ổn thỏa và cũng vui cười với nhau rồi. Thì hôm nay mình sẽ tặng mặt trôn này cho bà với Chi và mẹ mình nhá. Thì lại bà với mẹ với Chi đang ở ngoài đường, đang ngoài ngồi bên ngoài thềm với các bạn ạ. Thì mình sẽ vào dùng thẳng để tặng cái mặt trôn này cho các bạn xem nhá các bạn nhá. Thì em mới thả ra hôm nay là gì nữa lắm rồi. Tháo này gì anh? Nó uống trà được không? Anh tưởng em ấy xong rồi, bắt uống lại. Em vừa tìm mát đủ gói em ra kia để lấy trà. Các bạn, hiện tại Thảo vẫn đang bán trà giảm cân này, vẫn đang sử dụng luôn này. Thôi đi ra ngoài quay video anh nhá, tí uống xong. Thôi em uống nốt á. Tí uống xong. Đây, uống để tí con ăn cơm. Đi, ra quay video bạn. Rồi nhà nhá. Em bảo, rồi nhà nhá, tí nữa anh em mình sẽ anh sẽ cầm ba lô của em, anh chuẩn em cút xong rồi. Bây giờ mẹ với bà đang ngồi. Mẹ bà đang ngồi kia, thấy chưa? Anh đuổi đùa. Đùa? Anh dám đuổi thật à? Bây giờ nhá, anh sẽ với em sẽ giả vờ đánh nhau, thấy chưa? Giả vờ đánh nhau, cãi nhau để cho mọi người chứng kiến cảnh như thế, thấy chưa? Còn tí nữa em vả anh nhá. Em được vả không? Khó nhưng mà nhẹ thôi. Anh không vả em, anh vả em lấy bao đùa đấy. Đây đồ sẵn dọn sẵn rồi để mai của mình đi làm việc các bạn ơi. Cầm bao đùa đi. Chú quân nhá. Đi đây. Mày đi đây. Ơ! Bỏ ra thế nào? Tao không thử đi được. Mày đi đây. Bỏ ra. Mày đi đây. Bà. Cút. Thế nào? Bỏ ra mẹ anh cứ đánh mà đuổi con đi à. Cút ra khỏi nhà ta luôn đi. Tao làm gì mà mày đuổi cút? Mẹ con không nhận được cái loại vợ như này đâu mẹ ạ. À. Cái nào nó... Mẹ xem nó như này không có chịu được nữa đâu. Mẹ xem nó như cái nào nó ngủ cả ngày 9 giờ 10 giờ nó không dậy. Phải thế, bây giờ có làm gì đâu chả ngủ. Bà có làm gì đâu, ngủ thì làm gì? Là thằng Tom là cười là vừa cưới xong mày bảo nó đi 8-9 giờ không dậy thì có lại mày... Tao không thích dậy mày cầm đồ vào cho tao không? Cầm lại còn chị đi anh không kịp. Tao tự mày cứ đi. Mày có đi không? Mày cầm đồ vào cho tao. Tao không có nhiều. Mày có cầm không? Nhưng quay đi ai? Tao chỉ mày đây chứ cầm không? Mày cầm không? Mày chỉ ai? Bà chị mày đây này. Mọi người chăm lên nó cười không phải đâu. Thôi đi. Cái gì? Thôi đừng cười. Thằng này xấu hổ à? Dân làng nó cười cho. Nó xấu hổ, nó không xấu hổ thì thôi ấy. Con nó mãi rồi không nghe, còn 9-10 giờ mới dậy, dậy xong là bố bà với mẹ nấu cơm cho nó ăn rồi. Tất bà nó mẹ nấu cơm thì tao với Chi nó nấu hả? Chi nó nấu cơm cho mày ăn đấy. Này, cầm đồ với con kia nhanh lên. Tao cầm, mày cút khỏi nhà đây vào nhà mày nhá. Cầm đồ với đấy. Mày kẽ mày thương. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Bỏ ra. Bà để ra đánh nó trận nó biết mùi. Mày làm sao ấy nhở? Đứng lại đây đấy. Mày thôi đi thôi. Có người anh không? Mày phát mặt thôi. Thôi đi thôi. Thôi đi. Thôi đánh con này. Mày đi đây. Không đi bảo nhau. Đi bảo nhau. Mày đi đây. Mày nghe không? Mày giỏi với tao mà đánh. Mày đánh cái này. Mày đi đây. Mày đi đây. Mày đi đây. Mày để nó lại cho con thấy lần ra được. Để nó gây cổ con à? Đấy, bà không thương nó để cho nó. Bà không ngày bà thương nó để chiều nó bây giờ để nó láo như thế đấy. Thôi đi. Mày cầm đồ mà nó đâu? Nói mày biết này nha, tao đã nhiều nhịn mày, mày quá lâu. Mày cầm đồ cái gì mày cầm đồ? Thôi thôi cơ mà. Không mày nhau nữa. Đi đâu hết? Mày cầm nhà đấy. Anh phải cầm đồ mà chạy con không cầm. Đi đâu hết? Tao rất là nể bà, nể mẹ đấy, tao không động của mày, người mày ấy nhá. Mày làm gì mày đánh mẹ đi này? Lấy đây.
mày vừa phải thôi nhá, tao chồng mày, vợ mày. Thôi thôi đi. Tao nói mày không nghe, mày còn cãi tao mà đánh tao à? Hả? Ai mày không đời, cứ tưởng bỏ đi. Con chưa là người nói đâu bà, nó đánh tao còn mấy phát rồi. Ai mày đánh, đây này. Thôi đi, cái gì không phải đi bàn nhau, bảo nhau như thế này. Đây, con đang bàn nhau, con bảo nó là con không nghe, nó còn cãi con. Bây giờ cái đoạn này chỉ có đuổi nó khỏi nhà, nó không để ở đây nữa đâu. Thấy con ngớp, nó sợ vậy kìa. Nó thử khóc rồi này. Thấy chưa? Đây là mẹ con đi à, con lười gì à, bảo làm gì không làm gì à, bảo thì con nghe. Cái bà dần dần, khóc một chốc một lát. Bà với mẹ con bảo nó. Nói. Mệt mỏi lắm rồi. Bảo nhau mà đấy là không. Con đất, 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 mày đi ra lấy dao chém mày luôn. Lấy dao chém đi. Để đồ xuống. Cút cái nhà ra. Cút cái nhà. Sao mình cười nhỉ? Ôi. Thôi đi. Lớn rồi mà cứ như mình trẻ con đấy. Lớn nhưng mà lớn nó như trẻ con đấy. Nói nó không nghe. Nói to rồi. Mày nó cứ nó ăn thương mày không nghe chán à? Chú tao. Mà còn quay bênh nó. Lấy bà với mẹ của bênh nó đi thế luôn. Anh nhảy nói từ từ chứ anh đi đánh chị thế. Đánh chị từ đó đánh nó bây giờ là sao nào? Thế thảo không thế bây giờ lúc nào nghe nó nói phải nghe. Nhưng mà nó cứ đuổi con trong nhà ấy, bà không biết từ lúc nào nó thử con nào đâu. Này nhá, tao cứ đuổi con trong nhà mày nhá. Mà mày lấy tay mày vả tao mới phát rồi đấy nhá. Đi vào nhà đi thôi rồi, đi vào nhà đi. Đi vào nhà đi. Con đừng bế, đây để bà bế con này. Mày bế đi, mày không mày mày bố mày không bế được à? Tao làm việc khác nhá. Cái gì? Con không bế được, cơm nó không nấu được. Thôi không mày. Thôi. Dừng lại. Dừng. Kiểu kiểu gì? Tao nhiều nhá. Mẹ mày làm mẹ mày. Mày thật à? Tao thỏ làm đùa rồi. Mày thật à? Hả? Con đồ mày đang đâu? Mày đừng có chút giận lên cái video này nhá. Mày mày làm cái video gì vậy? Mày tao bảo mày quay video mày làm thật à? Nghe mày à? Bà ấy nó đùa, con đùa đấy mà nó đánh thật à bạn. À. Con đùa à. Đã bỏ đùa rồi. Má con đùa video quay video bỏ rồi bót quay video kìa. Con đánh con thật đấy. Con này nó cứ giận cái đầu con đấy. Đấy, đứa nào cũng siêu làm nó ghê. Không sợ này. Con quay con hiểu. Im đấy. Đồng con đi. Nha. Đùa thật mày đâu. Bé. Đúng hay đùa. Bé đi. Nó có bé không? Ôi trời ơi, ông sợ bố mẹ cãi nhau rồi à ông này. Này. Đấy, bà con đang đùa thôi bà. Con đang quay video mà. Chồng con vẫn bình thường mà, sao đâu. Đùa nhưng mà ông nó sợ, nó tưởng thật đấy. Ông tưởng thật à? Tưởng thật, thương mẹ, thương mẹ. Vâng, rồi thương bố cái, bố cái. Ừ, thôi bố rồi. Tát cho bố một cái. Đấy các bạn ơi, video của mình chôn mọi người tưởng thật các bạn ạ, nhưng mà không phải thật các bạn nhá. Đây là video đùa thôi các bạn nhá. Thôi thì mình xin kết thúc video ở đây nhá. Chúc tất cả các bạn có một ngày xem video vui vẻ nhá. Bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Và các bạn có ý tưởng gì hay các bạn comment phía dưới nhá. Bye bye mọi người.